Dự kiến từ ngày 1 tháng 7 tới, lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng 6%. Như vậy, những người lao động thuộc vùng 1, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa trong một tháng có thể lên tới 99,2 triệu đồng. Khi mức tiền lương tối thiểu vùng tăng, đồng nghĩa với tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ tăng theo từng địa bàn áp dụng. Cụ thể, đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp, dự kiến kể từ ngày 1 tháng 7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa trong một tháng đối với từng vùng như sau. Vùng 1 là 4,96 triệu nhân 20 tháng lương bằng 99,2 triệu đồng. Vùng 2 là 88,2 triệu đồng, vùng 3 là 77,2 triệu đồng, vùng 4 là 69 triệu đồng. Căn cứ theo khoản 1 điều 57 Luật Việc làm năm 2013, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định: người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương đảm bảo.